Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft tận thế zombie ha. Và hiện tại thì căn nhà của mình vẫn còn khá là kiên cố để có thể phòng ngự trước những đợt tấn công của mấy con zombie ha. Nói chung thì bọn chúng chưa có mò qua được tới bên đây. Nhưng mà không biết một chút thì có mò qua được hay không thì mình chưa rõ ha. Giờ mình tranh thủ lúc mà nó chưa mò qua, mình sẽ chế tạo một cái bộ giáp kim cương luôn đi. Hổm rai mặt giáp chưa full kim cương á, nên chưa có được trâu cho lắm. Rồi giờ thì mình sẽ làm luôn cái quần nè, cái quần kim cương, thêm đôi ủng kim cương, làm luôn cái nón. À, sao nó cứ bị lắc lắc kiểu vậy nhờ? Cái nón của tôi đâu? Ok, cho lẽ cái nón đi, quái nó tới bây giờ. Ây chết tiệt, cái bạn chế tạo bị làm sao ấy. Ủa, à đây, cái nón vô rồi nữa. Rồi luôn, có một hiện tượng lạ nha, game bắt đầu hơi lag rồi đó. Ý là mình đã loại bỏ một số cái mod mà gây ra tình trạng giật lag rồi đó, mà nó vẫn còn bị lag nè. Rồi, đừng có lag nữa nha. Và hôm nay thì mình sẽ ráng kiểu như là đi đào thật là nhiều khoáng sản để chuẩn bị cho công cuộc chế tạo vũ khí trong thời gian sắp tới. Mình muốn chế tạo ra những khẩu súng á, thành thử ra mình cần phải làm những cái bàn chế tạo súng nè. Đây là những cái bàn chế tạo súng. Công thức của nó thì khá là rườm rà nha. Có cái này thì mình làm được nè. Nhưng mà hiện tại thì chưa có cái màu thôi. Mình chưa có xương rồng để làm cái màu xanh. Nếu mà có được màu xanh là mình sẽ làm được cái hộp chế tạo súng. Ui nó tới rồi. Khốn kiếp. Đã có con nó áp sát được tới ngôi nhà mình rồi. Oh my god. Tranh thủ chế tạo cái gì rồi, chế tạo lẹ đi. Còn gì nữa không ta? Chắc hết rồi. Chắc hết thiếu gì rồi. Mình sẽ mang theo sát luôn ha. Một xíu nhỏ mà mình có cái màu xanh thì mình sẽ lập tức kiểu như là chế tạo cái hộp đó liền. Còn bây giờ thì mình sẽ cường hóa đồ lên một tí. Tại vì mình có ngọc lưu ly với bàn cường hóa nè. Smile hả ta? Lượm smile luôn. Trong đây chú ý là zombie mà, dòng smile cũng khá là tiện đó. Ôi bộ giáp của mình. Cường hóa sơ sơ đi. Bảo vệ 1. Kệ, có bảo vệ cũng hốt luôn. Giờ có còn đỡ không á. Full set đồ bảo vệ 1 đi. Giảm sát thương kia rơi. Lượm luôn. Giờ bí bách lắm rồi. Quái tranh thủ lúc mà nó chưa cạn tới cho mình á. Té thôi, té. Lúc mà mình đi cắm đuốc xung quanh á thì mình phát hiện bên đó nó có một cái hang. Khá là tốt. Đi tụi nào. Và đó cắm vắt. À, đằng đây nó còn có công trình gì nữa nè. Nhưng mà nó bị zombie đứng phía trước chặn đường rồi. Ê, con zombie cục tay. Trời ơi. Ở đây có con zombie cục tay nè. Cục tay nè mình ấy. Thủ tiêu nó luôn. Cục tay nè. Zombie khuyết tật à. Rồi, tranh thủ đi xuống hang nào. Đâu rồi ta? Cái hang đâu rồi? Đây rồi, thấy rồi. Không biết cái hang này. Ôi cái hang nó cục ngủng à. Rồi luôn, cái hang chết quớt rồi. Không ổn thế nào cả. Bên đây cũng vậy. Trời ơi, zombie nó ra nhiều vậy. Ủa sao đi xuống hang đây. Chắc mình vô công trình đó mình khám phá thử luôn đi ha. Chứ giờ cũng đâu có đi xuống hang được. Tưởng đâu hôm nay có cái hang để chui vô đào mỏ rồi chứ. Rồi vào công trình này coi như thế nào đây. Cái gì có con xương gì nữa vậy? Hình như trong đây là công trình của boss hay sao á. Nó hiện thanh máu của cái con xương cổ đại kìa. Ancient skeleton. Căng vậy. Ui. Hiện tại thì mình đã có thể chống cự được với những cái con zombie khi mà full giáp rồi ha. Full giáp là tự tin lên liền. Giờ thì gán khám phá công trình này thôi. Ui sao lối đi nào cũng có zombie vậy. Ồ,
mình tới một cái thư viện khổng lồ luôn. Được nha. Mình sẽ lấy block mình chặn lại không cho nó đi tới. Để vậy là được rồi. Vậy là sắp tới mình có thể gom hết cái đống sách này mang về á. Thôi nói làm liền đi. Không có sắp tới hết trơn á, lụm liền. Để có gì mình nâng cấp cái chỗ cường hóa của mình lên. Hợp lý hợp lý. Công trình này vẫn còn khá là bự ha, nên tha hồ cho mình khám phá luôn. Nhưng mà đi qua bên đây thì mình đã không còn thấy thanh máu của con boss nữa rồi. Không biết là nó còn giấu rương gì trong đây hay không nè. Rồi. À có rương. Trời ơi cái rương nó bèo. Nó được một chút đồ ăn cho mình thôi. Thì cái tình đó. Rồi bên đây lại có một cái thư viện nữa hay sao nè. Công trình này nhiều thư viện vậy. Cả đống thư viện luôn. Và còn rất là nhiều đường đi khác nữa. Ê, nó tới một căn phòng Reaper. Oh no, oh no. Rồi luôn, nó nổ. Nổ banh cái spawner luôn rồi. Nè, cái đầu Reaper nó văng qua tới bên đây luôn. Khổ thân. Ê, 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 xương, 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 xương. Căng vậy. Con xương được trang bị full nháp. Ồ, con xương này giống như xương cảnh sát ấy. Mặc đồ Iran cảnh sát luôn. Đằng kia có rương, đằng kia có rương. Đây rồi. Ôi ôi. Nhưng mà nó có nhiều lòng spawn xung quanh quá. Không ổn tí nào cả. Giờ trước mắt là qua đó hốt cái rương trước đi ha. Ui sao đây nó làm cái đường nhìn đẹp vậy. Wow. Mẹ nó làm nguyên một cái hành lang đi rất là dài luôn. Mà ở đây nó có cái rương nè. Thôi kệ, do mình lút cái rương trước đi tính tiếp. Wow, một cái cúp kim cương. Một cây kiếm. Ui, cây kiếm có hai dòng smite cấp độ 5 luôn. Kiếm xịn, kiếm xịn. Được thiệt sự. Thuốc sát thương tức thì. Ngọc lục bảo, vỏ sugar với một bình kinh nghiệm ha. Cũng tốt, cũng tốt. Rồi, giờ có kiếm mới rồi. Quẩy được rồi đó. Đi lên, để coi coi còn cái rương nào bên đây hay không. Cái làng này có vẻ dài lắm luôn á. Nè 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 nè, phía bên đây lại có thêm rương nè. Thôi tới, thôi tới. Để mình biểu diễn kỹ thuật bắt lóc chuyên nghiệp chứ. Đó. Really nigga. Ghê chưa, ghê chưa. Rồi bên đây có cái gì. Có một cái ủng. Nó cho mình tới tận nó như ủng kim cương ấy. Nhưng mà mình đeo vô mình bị chậm. Oh no no no, không được, không được. Còn mấy block này thì mình có. Block này mình có thể đổi ra thuốc súng. Wow. Được nha. Hợp lý, hợp lý. Đổi ra thuốc súng có gì mới mốt mình làm đạn dược đồ. Coi còn rương nào ở đây không. Ê, được thiệt sự ấy. Ở đây loot được cái đống đồ luôn. Đằng kia còn một cái rương nữa cơ. Không biết ai làm ra cái công trình này nữa. Đúng to và đẹp luôn ấy. Thích ghê. Rồi đi. Từ từ. Còn đủ block không vậy? Thôi bắt kiểu tiết kiệm đi. Biểu diễn một hồi hết block rồi hết biểu diễn luôn á. Hết đi được luôn á chứ. Không đùa. Đây rồi, kim cương đây rồi. Quá trời đồ luôn, có cả sắt nữa. Có cái gì đây? Riot Shield. À, một cái khiên. Đây, ở đây nó có một cái khiên nè. Và một cái bàn chế tạo ra phương tiện. Vehicle crafting table nè. Chơi. Mình chế tạo máy bay các thứ nè, xe tăng luôn. Nhưng mà nó cần khá là nhiều nguyên vật liệu ấy chứ. Cái bàn này thì mình sẽ lượm đi. Công thức chế tạo của cái bàn này khá là rẻ ha. Nhưng mà giờ có thì mình cứ giữ trong người trước ha. Bên đây vẫn còn thêm một cái lối đi nữa nè. Ủa, một cái rương nữa nè. Mình sẽ tạo lối đi qua bên đó để lấy luôn ha. Sao mà bỏ lỡ mấy cái rương này được. Uầy, còn cái bàn gì nữa đây. Không, cái này là cái hộp chứ không phải cái bàn nữa. Cái hộp này không biết là cái gì nữa. À, phần thưởng hay sao á. Cái gì đây. Useless item. Never use outside. Trời ơi, cái này là vật phẩm không có công dụng. Useless mà. Vứt luôn. Nữa nè, nó có rương nữa nè.
tự nhiên đâu trốn ra vô chỗ này á, nó vừa không có zombie mà vừa có cả đống rương nữa. Đã ghê luôn. Ngại gì vết bẩn mà không qua đó để lấy thêm đồ nè. Đây. Có block nào thì mình dùng block đó thôi. Hồi nãy đem theo ít gỗ mà dùng hết à. Good. Bên đây thì cho mình một cái áo giáp. Áo giáp chống đạn hay sao á. Ồ. Được đó nha, nó mạnh như giáp kim cương ấy. Nhưng mà hiện tại thì giáp kim cương mình còn độ bền nên mình sẽ không lượm đâu. Ok. Hướng này thì... Ê, hướng này bắt đầu xuất hiện zombie rồi. No. Kìa, zombie nón đỏ. Nhờn hả? Nhờn. Thôi đi tiếp. Để coi cuối con đường này sẽ có cái gì ha. Hồi nãy mình thấy cái đường này nó còn nói dài lắm. Nhiều khi ở trước mặt mình còn nhiều rương xịn hơn mấy cái rương hồi nãy giờ nữa. Ăn miếng thịt cụ đi, chạy cho nó nhanh. Rồi đi thôi. Hy vọng là trong một số cái rương phía trước nó sẽ có súng á. Giờ có súng thì mình sẽ đỡ chế tạo hơn. Chứ hiện tại mình vẫn chưa có được cái bàn chế tạo súng nữa. Một cái hướng này nó bị rào mất rồi. Không đi được. Bà cu lên. Cao quá bà cu không tới. Không sao, đi đường vòng. Ồ quên cái con. Đúng rồi, cái con xương cổ đại. Cổ xưa. Thì ra đây là chỗ của con xương cổ xưa. Nó kìa. Cái mắt của nó như con cá thò lòi ấy. Ui ghê thiệt sự. Có kìa. Có cái mắt nó thò lòi kìa. Eo. Giờ mình không dám nhảy xuống dưới luôn á. Nhảy xuống dưới nhiều khi nó bẻ chân mình á. Những cái mặt nó ghê quá à. Rồi sao giờ? Có nên xuống không? Mình xuống rồi mình không có đường lên á. Mình phải thủ đường lên trước đã mới dám xuống được. Ai chà chà, căng nha, pha này căng. Hay là nó dụ mình xuống dưới để nó thịt mình ta. Nó đang giả bộ án binh bất động á. Đây mình sẽ làm một cái cầu thang để mình chạy lên ha. Đây là cách an toàn nhất đó. Mình phải thủ đường chạy chứ. Không thế nào mà ý được. Kìa, nó nhìn mình kìa. Ngon lên đây. Ngon, nhào vô kiếm cơm. Vô. Vô đây. Nhờn á, vô đây. Trời, con này nó dụ mình hay sao ta. Không vô thì mình vô. Vô, lên đây. Như nào? Làm sao? Như nào? Mình phải tận dụng cái chiều cao ở phía trên này để mình quýnh nó thôi. Mình đâu biết sức mạnh nó như nào đâu. Nhiều khi nó đục mình cái rồi mình lăn đụng ra chết thì sao? Nên cẩn thận vẫn là trên hết á. Vô đây. Như nào? Làm sao? Đó, mặc dù mình yếu hơn nhưng mà mình có cái thế á, nên mình vẫn có thể gây được sát thương cho cái con xương cổ xưa này ha. Tôi quýnh cho người lội xương luôn. Vô đây. Đó, cứ vô tầm là mình chặt là nó sẽ bị đẩy lùi ra liền. Ê. Đó, thấy chưa? Thấy lời mình nói ra không? Hên là mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Mình lường trước được sức mạnh của nó. Chút xíu nữa là xong rồi. Nó quýnh chứ không chừa phát nào rồi. Ấy, người dám quýnh tao một cái hả? Người quýnh tao một cái tao phải quýnh lại 10 cái mới chịu. Con xương cổ xưa nè. Vô đây. Gì đó bắt được em. Nhờn hả nhóc. Rồi, mình đã đánh được 2/3 cái máu của nó rồi. Chúng ta có thể giết được. Mặc dù mình yếu hơn rất là nhiều ha. Nhưng mà không sao. Có cái thế vẫn có thể đánh được. 100 máu cuối cùng nè. 90 máu nè. 80 máu nè. 70 máu nè. 50 máu nè.
Rồi khô máu nè, vô khô máu, khô máu vô. Nhau vô. Thích thì nhau vô. Nó sắp chết rồi, nó sắp chết, sắp chết với mình rồi. Nó sắp chết rồi. Này thì sướng nè. Sương cổ xưa hả? Lẩm liền. Mình sẽ được một cái đầu lâu xương sọ nè. Và cái này thì oh my god. Ồ, hình như có. À, cái đầu lâu này nó sẽ búp cho mình hiệu ứng kháng cự vĩnh viễn luôn nè. Wow. Cái cuốc, ủa cái bột, cái bột của con xương thì có thể làm được xẻng, rìu, cúp. Trời ơi, cái rìu tới 16 sát thương luôn cơ. Kiếm nữa. Wow. Thì ra con boss này chính là nơi để mình farm những cái bột, cái bột cường hóa nè. Quá dữ luôn á. Vậy là bây giờ mình đã có kháng cự cấp độ 3 rồi. Nó tương tự như là việc mình ăn táo vậy đó. Đó, con xương bắn mình không xi nhê luôn cơ. Quá là trâu rồi. Chiến này giàu rồi các bạn ơi. Vừa giàu vừa mạnh nữa. Rồi giờ thì mình đã tự tin hơn rồi. Đi thẳng về phía trước thôi. Để khám phá nốt cái công trình này á. Trời ơi. Có kháng cự thì còn gì tuyệt vời bằng nữa. Mà cái này nó vĩnh viễn luôn chứ. Quá là đã luôn. Rồi đêm nay lại là đêm trăng máu nữa rồi. Nhưng mà không sao. Mình sở hữu một cây kiếm có cái dòng nhạc á. Ủa gì, dòng smile á. Nên mình đập mấy con zombie nó rất là dữ ha. Rất là thốn máu zombie luôn. Nó xuất hiện là mình sẽ xử lý gọn nó cho xem. À, đằng trước mặt mình còn còn thêm rương nữa cơ. Ui giời ơi, hợp lý, hợp lý. Giờ kiếm thêm chút kim cương nữa là đẹp. Lô, ô con xương, con xương. Con xương có kiếm. Con xương nè. Có thêm xác, có thêm xác. Tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian luôn. Nó còn cho mình một cái scope 4 nữa kìa. Ôi, có phụ kiện cho súng luôn rồi đó. Nhưng mà chưa có súng thôi. Có tất cả thiếu mỗi cây súng thôi. Cổ chưa. Rồi. Tiết vàng. Một ít cái block thuốc súng. Toàn là những cái khối chế tạo phương tiện đó. Sao không cho khối chế tạo vũ khí đi nhờ. Zombie nữa nè, xuống đây, xuống đây. Xuống đây. Một nhát là đi nha. Kiếm dữ đây. Rồi rồi. Đây rồi. Có súng rồi. Yeah. Có súng rồi nha. Lộc có súng. Lộc có súng rồi. Nhưng mà cái súng này hiện tại thì nó chưa có đạn. Nhưng mà đạn thì hình như cũng phải có cái bàn chế tạo súng thì mới có thể chế tạo được đạn cơ. Rồi vẫn chưa được nha. Vậy là bây giờ đi... mình cần phải làm được cái bàn chế tạo súng cơ. Khó rồi. Bà cu qua đây. Có thêm vàng. Một cái áo giáp có sửa chữa luôn. Nhưng mà mình phải đánh đổi nha. Tại vì mình thấy nó có cả cái dòng lời nguyền cơ. Nên không? Nó là bảo vệ ba. Mặc vô là từ đây tới cuối series là mình không được cởi ra luôn á. Thôi không chơi không chơi. Ồ đây có cái cúp mềm mại. Ý, được nha. Xịn hơn cúp kim cương của mình nữa. Còn có cái hình gì nữa đây. Ủa cái này công dụng gì ta? Mình lượm được cái này không biết là cái gì nữa. Cái bùa gì á. Thôi cứ giữ đi bùa mà. Kho đồ mình đầy mất rồi. Khổ ghê á. Giờ muốn lút thêm đồ nhưng mà không có kho chứa. Dạ dột vậy xương. Sao spawn lại spawn xuống dưới xương. Không hiểu. Con xương nó spawn phát nó lọt xuống dưới luôn. Rồi zombie hả. Zombie nè. Các bạn thấy mình khỏe chưa. Ngày thứ hai mình đã thực hiện được cái nhiệm vụ rồi. Đó chính là tăng cường sức mạnh. Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn chưa tìm được cái lối đi khác. Thôi chắc bây giờ mình sẽ đi lên quá. Hồi nãy giờ mình đã dưới khu vực này lâu lắm rồi. Mình đi lên để mình dọn đồ lại đi. Cho kho đồ mình trống trống rồi mình mới khám phá và tìm thêm những cái công trình có đồ khác nữa. Nhưng mà bây giờ thì mình lại muốn có một cái khu vực trồng trọt á. Tại vì mặc dù sinh tồn trong thời đại mà chỉ toàn là zombie thôi. Nhưng mà ít ra thì mình cũng phải làm nông nghiệp ấy. Không có bỏ qua vấn đề này được. Và số đất mình có được trong cái lần mà đào cái hố bên khu vực bên kia á. Nó vẫn còn dư khá là nhiều ha. Thành thử ra bây giờ mình sẽ tận dụng để mình
ốp đất ở xung quanh chỗ ở của mình. Mình ốp về hướng biển đi, chứ đừng ốp gần qua bên kia quá nha. Gần qua bên kia rồi mấy cái con zombie nó tận dụng, tối nó vô nó phá ruộng mình, còn áp sát vô cái nhà mình là lúc đó là mệt mỏi nữa. Nhưng mà ốp xong thì vẫn phải cho nước vào nha, để trồng cây mới được. Và mình sẽ trồng kiểu tiết kiệm luôn, là cách ra 4 ô, 1, 2, 3, 4. Rồi mình sẽ đặt một xô nước ha. Như vậy là mắc tầm của nước luôn á, mình sẽ tiết kiệm được diện tích rất là nhiều luôn. 1, 2, 3, 4. Rồi cách ra 4 ô, 1, 2, 3, 4. Đó. Như vậy thì mình sẽ trồng được hai cái luống lúa ha. Mình dự định là sẽ trồng lúa đó, tại vì bây giờ mình chưa có hộp giống cà rốt hay là hộp giống khoai tây á, nên không có trồng được. 4, 1, 2, 3, 4. Rồi, đây thêm chỗ nữa. Đấy, khổ chưa? Sống sót trong thời kỳ zombie, nhưng mà phải tập trung chuyên môn làm nông dân chăm chỉ ha. Rồi, giờ thì làm cây cuốc rồi, cuốc cái mớ đất này ra cái đã. Rồi luôn. Tình hình là một cây cuốc nó chịu không nổi với mình rồi. Nhưng mà không sao, như đây đất đã khá là đủ để mình trồng rồi ha. Mặt trời... Ồ, trời còn sáng, trời còn sáng. Cơ hội đi kiếm thêm hộp giống á. Bây giờ thì chắc mình sẽ đi lên trên đất liền lấy đi một ít hộp giống á. Phải có hộp giống thì mới trồng được. Khổ ghê. Mà may là bây giờ nó đã bớt xuất hiện quái rồi. Mình chỉ mong là quái nó ít xuất hiện lại một xíu thôi, để cho mình có thời gian xây dựng căn cứ, làm hàng rào phòng thủ các thứ ha. Mình cũng nhận được rất là nhiều cái ý kiến hay từ các bạn về việc thiết kế căn cứ phòng thủ zombie. Có bạn thì góp ý là mình xây nhà trên cao đi. Rồi có bạn thì kêu mình xây nhà dưới lòng đất nữa chứ. Cũng có bạn kêu mình xây tường thành bằng nhung nham. Nhưng mà mình thấy hiện tại thì mấy cái đó mình chưa có làm được đâu. Nó còn khá là xa vời đối với mình á. Nên trước mắt là chúng ta cứ kiếm cái đồ ăn sống sót qua ngày trước nè. Có cái ăn cái mặc trước đi, rồi hãy lo tới chuyện mà làm căn cứ á. Tại vì buổi tối bây giờ mình đã có giáp xịn rồi, nên chắc mình cũng chống chịu được một lúc á. Rồi nãy giờ bốc phét các thứ cũng được có 12 hộp giống à. Trời đất ơi, rồi biết nào đủ hộp giống đi trồng đây. Khoan, có gì đó sai. Ê, ôi. Trời. Ông thần này cầm máy cưa. Ui. Thanh niên này cầm máy cưa. Ash. Rồi bị thanh niên cầm súng bắn chết rồi. Mình chưa kịp cắm nước. Trời à. Tới công chuyện nữa. Hôm nay lại là một đêm trăng máu tiếp theo rồi các bạn ơi. Mà trời còn mưa nữa. Trời, mấy thanh niên không có xuồng, liêu liêu. Tôi có xuồng. Tưởng cái gì. Bắn đi. Nhà mình, các bạn yên tâm. Địa bàn của mình. Ui, có mấy thanh niên cầm súng xuất hiện rồi. Đừng lo. Mình có thể cân được. Sau khi chiến đấu với zombie, 2-3 bữa nay thì trình độ BVB của mình đã lên rồi. Không, cái này chính xác là BVE thôi. Vô. Nhào vô. Ui, nhưng mà súng thì không có né được. Ui. Căng quá. Bây giờ mấy tên cầm súng xuất hiện là mình hơi ngán rồi. Mình chỉ sợ mấy tên cầm súng thôi, chứ cầm kiếm thì mình... Ê, con cá. Con cá nó đuổi theo mình, nó cắn mình. Căng thiệt. Rồi. Ui, có vẻ là nó đang tìm đường nó qua bên đây. Có cần phải bắn căng như vậy không? Dám lên ruộng hả? Dám lên ruộng của ta hả? Một. Nấp trước, mình phải có backup ha. Có cái đồ che chở trước, lại đây. Ô, mấy thanh niên là người. Mấy cái tên. Trời ơi, có mấy tên cầm súng khó chịu quá. Zombie cầm súng thì còn đỡ, còn có mấy cái người còn sống sót mà cầm súng đi săn mình nữa. Ê, không ổn rồi. Tác hại của việc quên cắm đuốc đây. Mình mãi mình trồng lúa cơ, mình chưa kịp cắm đuốc nữa. Trời đất ơi, quên một xíu thôi. Còn đúng cái nịt thôi. Mà toan liền. Lâu lâu mình cứ dụ mấy thanh niên này xuống nước trước rồi mình trở lại nhà không sao đâu. Đó, dụ xuống nước trước rồi trở về nhà.
sống chết mình phải bảo vệ căn nhà của mình, căn nhà yêu thương của mình. Láo tét lại đây, khô máu trong đây luôn, vô đây. Có thể đánh ta nhưng mà không thể xâm chiếm cái nhà của ta đâu. Lại đây, mình là chiến binh quả cảm mà, sợ gì? Chiến binh quả cảm vô, căng hết luôn. Vô, 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 vô. Quýnh hơi gớt quần gớt áo tùm lum kìa. Vô. Cầm súng bắn khó chịu quá. Anh niên nào cầm súng ấy. Thôi cho mấy người cắt nhà đó. Sống chết mình phải bảo vệ căn nhà của mình, căn nhà yêu thương của mình. Được. Hào án. Hào án. Ok. Cho mấy người căn nhà của ta đó. Sáng ta quay lại. Cay thiệt sự. Làm nhà thấy đẹp đẹp cái là dành với người ta. Trời còn mưa nữa. Tôi xét đánh cái gầm luôn đi. Mệt quá. Wow á. Kìa. Nhà mới nhà cũ gì cũng bị chiếm hết rồi. Gọi luôn bắn lũng xuồng luôn. Nhưng mà tự nhiên bây giờ cái thành phố kế bên chỗ ở của mình á, nó lại an toàn hơn nha. Ảo ma thiệt. Lâu lâu vẫn còn zombie nhưng mà ít lắm. Nó ít hơn cái chỗ mà mình sống nhiều lắm luôn á. Được thật sự hay là mình lấy cái này. Ôi ôi nó không ít đâu. Giờ nó mới xuất hiện nè. Quá trời quá đất, mình quýnh mấy thanh niên kia gớt quần gớt áo gánh tùm lum. Nhưng mà cái áo giáp kim cương của mình nó gần hư rồi nên chắc một xíu mình về nhà mình phải sửa lại thôi. Này nè, có xương sóc nữa nè. À có dạng pha thuốc nữa. Tốt. Lụm dạng pha thuốc luôn. Ngon lành cành đào. Để coi coi trong thành phố này có những cái rương còn sót lại không. Khá ít rương còn sót á, hầu như là mình không thấy cái rương còn sót nào luôn ấy. Ui có heo sống trên đây nữa hả? Được. Anh sẽ bảo vệ mấy cưng. Bé heo đen và bé heo hồng. Đừng lo nha. Anh sẽ bảo vệ các cưng. Tên nào qua đây lén phén là mình chặt chân liền. Bên kia thì có cừu nữa. Uầy, căng rồi căng rồi. Tình hình là rất tình hình luôn. Cổ tiệt luôn á. Chưa có series nào có nhà mà không được ở giống như series này á. Làm ruộng mà cũng bị quýnh nữa. Bởi vì các bạn thấy đây, đâu không phải đâu lúc nào làm người tốt cũng nên được lợi đâu. Làm người tốt mà zombie nó thấy là nó ghét. Nó ghét là nó lại dí. Nó dí là nó cầm súng nó bắn. Khổ thế chứ lì. Nhưng mà nói chung ngày hôm nay có một sự tiến bộ từ mình. Đó chính là mình đã sở hữu được một set giáp mạnh hơn. Một vũ khí có thể quan sát được những con zombie láo nháo. Và quan trọng hơn là mình có được một cái đầu lâu ngục tối từ một cái con xương cổ xưa ha. Hy vọng với trang bị này thì mình sẽ có thể tăng sức chống chịu. Và sắp tới mình có thể nâng cấp giáp thêm một lần nữa để trâu hơn và sáp lá cà với mấy con mà láo tét. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sinh tồn kế tiếp trong thế giới zombie tận thế ha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại. Bye bye.